Như vậy là hiệp 1 của cuộc so tài giữa U20 nữ Việt Nam và U20 nữ Liban đã bắt đầu. Đội bóng của chúng ta ra sân với bộ trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng và bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Thanh Hiếu. Đường chuyền của Thanh Hiếu. Vẫn là U20 nữ Việt Nam với những điểm chạm bóng đầu tiên. Vẫn là Thanh Hiếu. Cú sút xa khá nguy hiểm. Ngay ở giây thứ 30 thì U20 nữ Việt Nam đã có một lời chào đến với khung thành của U20 nữ Liban. Người đã dứt điểm đó là Trần Nhật Lan. Nhật Lan làm cầu thủ có kỹ thuật và khả năng sút xa cũng như sút phạt rất tốt. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam của chúng ta. Người thực hiện quả phạt góc này là Vũ Thị Hoa, một trong hai tiền vệ trung tâm cùng với Trần Nhật Lan. Quả treo bóng của Vũ Thị Hoa, bóng đã chạm vào mép ngoài của cột dọc. Vũ Thị Hoa, cầu thủ sinh năm 2005 và đang là cầu thủ của Phong Phú Hà Nam, một trong những cầu thủ có lối chơi hết sức thông minh và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy một vài những sự điều chỉnh rất đáng chú ý của huấn luyện viên Akira Iziri. Đầu tiên là ở vị trí thủ môn khi mà Minh Ánh được trao cơ hội, và bên cạnh đó là việc Ngân Thị Thanh Hiếu, tiền đạo 16 tuổi, có mặt trong đội hình xuất phát. Mặc dù mới chỉ 16 tuổi, Thanh Hiếu sinh năm 2007, nhưng đây là một cầu thủ có lối chơi hết sức chững chạc. Thanh Hiếu cũng là vua phá lưới của giải U16 nữ quốc gia năm 2023 vừa qua. Một cầu thủ có lối chơi tốc độ và chơi đầy quyết liệt. Ở trận đấu ra quân thì huấn luyện viên Akira Iziri cũng đã trao cơ hội cho hai cầu thủ của đội tuyển U17 nữ Việt Nam được gọi tập trung bổ sung ở đợt này. Đó là Lê Hồng Yêu, một trung vệ cũng có tiềm năng rất lớn. Và bên cạnh đó là Lê Thị Trang, cầu thủ cũng đã có một pha lập công. Và ngày hôm nay là Ngân Thị Thanh Hiếu. Một sự kết hợp giữa những cầu thủ ở lứa tuổi U17 và U20 của đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Đây là Thanh Hiếu. Thanh Hiếu ngày hôm nay sẽ đá cặp trên hàng tiền đạo cùng với Ngọc Minh Chuyên. Đây là bà Joanna Hamze, huấn luyện viên của đội tuyển U20 nữ Liban. Trong buổi họp báo trước giải, bà cũng đã chia sẻ rằng đội bóng của bà không có sự chuẩn bị quá tốt trước khi giải đấu này diễn ra. Tuy nhiên họ sẽ cố gắng để thích nghi và nỗ lực ở từng trận đấu. Đó là pha đi bóng của Ngọc Ánh. Thu Phương. Khai. Đó là một tình huống dứt điểm rất táo bạo của hậu vệ lên tham gia tấn công Lương Thị Thu Phương. Thu Phương ngày hôm nay là một sự thay đổi của huấn luyện viên Akira Iziri. Thu Phương đá chính thay cho Thùy Nhi. Và đây là một quyết định hết sức táo bạo. Nhật Lan. Pha lên bóng bên cánh trái của cao thủ Liban. Lỗi rồi. Nhật Lan đã buộc phải phạm lỗi với tiền vệ của đội bạn. Và có vẻ như sẽ có một thẻ vàng dành cho tiền vệ máu số 6 của chúng ta. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Dành cho lỗi của Trần Nhật Lan.
Bây giờ thì đội tuyển U20 Việt Nam đứng trước một quả đá phạt của đội bạn với hướng xuất phạt chếch bên cánh trái. Cầu thủ Liban có chiều cao và thể hình rất tốt. Những tình huống bóng bổng cũng sẽ là thử thách dành cho U20 nữ Việt Nam. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Minh Ánh. Khi đó thì nền nhiệt trên sân đã dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở cái nắng tháng 6 ở miền Bắc. Thanh Hiếu kịp không? Vẫn kịp. Tốc độ rất tốt của Thanh Hiếu. Căng ngang! Không được. Có vẻ như đã có một tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ U20 Liban. Cùng xem quyết định của trọng tài. Không có penalty cho U20 nữ Việt Nam. Pha đệm bóng của Vũ Thị Hòa. Và như thường lệ trong vòng cấm thì U20 nữ Việt Nam luôn luôn sử dụng phương án đá phạt góc quen thuộc. Chậm một nhịp mất rồi. Vũ Thị Hòa. Cơ hội không được. Người đã chạm bóng cuối cùng không phải là Ngọc Minh Truyền. Minh Truyền đã nhoài người, ngả người để chuẩn bị có một tình huống vô lê. Nhưng vẫn làm tình huống mà thủ thành bên phía U20 Liban đã chơi tập trung. Quả phạt góc tiếp theo trong trận đấu dành cho đội bóng áo trắng. Nếu như những phương án tấn công trên sân không mang lại hiệu quả thì huấn luyện viên Akira Izuri có lẽ sẽ có những sự điều chỉnh. Thanh Thảo là người đá phạt góc. Và chúng ta tiếp tục sử dụng chiến thuật quen thuộc ở trong khu vực 16m50. Nhiều người hay gọi vui là bị mắt bắt dê. Cao thủ sẽ nắm tay nhau chạy vòng tròn để đội bạn không phán đoán được và không theo kèm được các cầu thủ tấn công của chúng ta. Có thể thấy là đội bạn rất cao lớn. Đã có những va chạm ở trong khu vực vòng cấm. Trầm và chọn vị trí hết sức tuyệt vời. Sau rất nhiều khó khăn thì Bảo Trầm và Thanh Thảo đã có một tình huống phối hợp vô cùng an ý và khai thông thế bế tắc cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Hãy cùng theo dõi lại tình huống di chuyển và đánh đầu rất hay của Bảo Trầm, một mẫu trung vệ có lối chơi đầy hiện đại. Không có ai theo kèm Bảo Trâm. Tất cả hậu vệ đội bạn đã bị cuốn theo các tiền đạo của chúng ta. Và không có một hậu vệ nào theo kèm đối với đội trưởng của U20 Việt Nam. Sau rất nhiều chờ đợi thì cuối cùng khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì cũng đã được tận hưởng niềm vui. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 34 của trận đấu. Rất tốt. Thanh Hiếu. Pha tranh chấp của Thanh Hiếu với cầu thủ đội bạn. Okay, the ball stay behind.
Và như vậy là theo những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì bàn thắng vừa rồi của Bảo Trâm đã không được công nhận. Khi mà Thanh Thảo thực hiện quả đá phạt góc thì bóng đã vòng ra ngoài sân. Trước khi Bảo Trâm đánh đầu tung lưới U20 nữa ly bằng. Rất đáng tiếc. Đó là lý do vì sao mà bảng tỷ số vẫn đang là 0-0 vào lúc này. Thu Phương. Ngọc Ánh. Cơ hội, Thanh Yêu không được, vẫn còn Vũ Thị Hoa không được. Quá đáng tiếc cho U20 nữ Việt Nam. Thanh Thảo. Cú sút xa, bóng chệch cột dọc. Liên tiếp những tình huống hãm thành sóng gió về phía khung thành của U20 nữ ly bằng. Thành Hiếu đã có một cơ hội rất ngon ăn, nhưng đội bạn cũng đã bọc lót rất hay. Phản công cho U20 Việt Nam, Thành Hiếu. Minh Chuyên. Cánh trái khá thoáng, Bảo Trâm. Quả tạt của Bảo Trâm. Đánh đầu nhưng hơi với một chút. Đó là cú đánh đầu có lẽ là của Ngọc Ánh, đúng là như vậy. Một chút nữa thôi. Chúng ta đang thanh thoát hơn với những đường bóng của mình rồi. Ngọc Ánh đánh đầu trong tư thế hơi với. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0 đều. Nhật Lan. Cú sút xa. Nếu như hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 đều thì có lẽ huấn luyện viên Akira sẽ có những sự điều chỉnh trong giờ nghỉ. Ở bên ngoài chúng ta vẫn có những cái tên rất đáng chú ý. Có thể kể tới như là Lê Hồng Yêu, Lý Linh Trang, Thùy Nhi hay là Tạ Thị Thủy. 5 phút là thời gian bù giờ của hiệp 1. Cần phải rất thận trọng ở khu vực sân nhà. Thu Phương. Nhật Lan. Đường chuyền của Ngọc Ánh cho Vũ Thị Hoa. Người ném biên là Thanh Thảo. Nhật Lan. Chúng ta vẫn còn thời gian của hiệp 1. Thực sự nếu như có bàn thắng ngay trong hiệp 1 thì lợi thế về mặt tinh thần sẽ là rất khác. Chúng ta sẽ có được một sự tự tin và lợi thế về mặt tỷ số trước khi bước vào hiệp 2. Với các cầu thủ trẻ thì việc tâm lý được cởi bỏ những đôi chân sẽ càng trở nên thanh thoát hơn. Pha lên bóng của đội bạn. Khá nguy hiểm. Vẫn là Christy Malouf. U20 nữ Liban không có nhiều bóng. Nhưng trong hiệp 1 của trận đấu thì họ đã giữ cự ly đội hình tốt. Và tập trung phòng ngự với một sự nhập cuộc hợp lý
Điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn trong lối chơi tấn công của U20 Việt Nam. Hơi vội vàng. Vũ Thị Hòa, Nhật Lan, vẫn là U20 nữ Việt Nam, Minh Chuyên, sự cản lướt của Minh Chuyên, vẫn là Minh Chuyên, một công! Lần này thì đó chắc chắn là một bàn thắng được công nhận cho đội tuyển U20 Việt Nam. Một pha solo hết sức tuyệt vời của tiền đạo mang số 9 Ngọc Minh Chuyên. Chúng tôi đã nói tới tốc độ và sự cản lướt là điểm mạnh của Minh Chuyên và tất cả những điều đó đã được thể hiện một cách hoàn hảo trong pha bóng vừa rồi và vẫn là một màn ăn quen thuộc của Minh Chuyên. Bàn thắng rất đẹp mắt, sự can lướt, tốc độ, sự khéo léo và sự chính xác tất cả được hội tụ trong pha làm bàn này của Minh Chuyên. Hãy cùng nhìn cách Minh Chuyên vượt qua hai cầu thủ của đội bạn và cuối cùng là hạ gục thủ thành của U20 Liban. Cuối cùng thì niềm vui cũng đã đến với U20 Việt Nam sau bàn thắng không được công nhận trước đó của Bảo Trâm. Và điều quan trọng hơn nữa là chúng ta có được lợi thế trước giờ nghỉ. Chiến thuật phòng ngự số đông của U20 Liban đã bị phá sản ở tình huống vừa rồi với một pha bàn bật quá hay của đội bóng áo trắng phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Minh Chuyên là cầu thủ đã giành danh hiệu vua phá lưới của giải U18 nữ Đông Nam Á 2022, nơi mà U18 nữ Việt Nam giành ngôi Á quân. Và đúng lúc này thì trọng tài chính người Ấn Độ bà Ranjita Devi đã nổi còi khép lại hiệp 1 trận đấu giữa U20 Liban và U20 Việt Nam. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ tư của Ngọc Minh Chuyên đã giúp cho đội bóng của chúng ta có được lợi thế trước giờ nghỉ. Một hiệp đấu thực sự là đầy khó khăn của thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri. Hy vọng rằng bàn thắng này sẽ giúp cho tinh thần của U20 nữ Việt Nam trở nên hưng phấn hơn. Và với một bàn thắng làm vốn thì chúng ta sẽ có một hiệp 2 tốt hơn nữa. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trước khi hiệp 2 diễn ra thì huấn luyện viên Akira Iziri đã có 3 sự điều chỉnh. Hồng Trâm cùng với Lê Thị Trang và Tạ Thị Thủy đã vào sân. Như vậy là Ngân Thị Thanh Hiếu rời sân và Tạ Thị Thủy vào sân. U20 nữ Việt Nam sẽ chơi với hai tiền đạo đó là Ngọc Minh Chuyên và Tạ Thị Thủy. Lê Thị Trang vào sân để thay thế cho tiền vệ trung tâm Vũ Thị Hoa. Như vậy trên sân lúc này thì chúng ta vẫn có một cầu thủ 16 tuổi. Đó là tiền vệ Lê Thị Trang. Ở đỉnh xuất phát thì huấn luyện viên trưởng Akira Iziri đã tin tưởng trao cơ hội cho tiền đạo trẻ Ngân Thị Thanh Hiếu. Dù vậy những gì mà Thanh Hiếu thể hiện trong hiệp 1 của trận đấu là chưa thực sự nổi bật và huấn luyện viên người Nhật Bản đã quyết định rút Thanh Hiếu ra nghỉ và thay vào đó là tiền đạo Tạ Thị Thủy, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam.
bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 1 bên phía đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Đó là pha lập công của tiền đạo Ngọc Minh Chuyên. Tiền đạo Mao số 9 đã có một tình huống đột phá rất hay trước khi tung cú sút treo góc để hạ gục thủ thành bên phía U20 nữ Liban. Trước đó thì chúng ta đã có một bàn thắng không được công nhận. Đó là tình huống mà thủ môn Bảo Trâm, xin lỗi quý vị, đội trưởng Bảo Trâm đã tận dụng rất tốt quả đá phạt góc bên phía cánh phải của Thanh Thảo để đánh đầu tung lưới đội bạn. Tuy nhiên trọng tài xác định rằng quả tạt của Thanh Thảo bóng đã vòng đi ra bên ngoài sân trước khi bóng chạm tới đầu của Bảo Trâm. Thế nên bàn thắng đã không được công nhận. Trong ngày hôm nay thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta cũng đã lên đường sang tập huấn tại thành phố Frankfurt của nước Đức. Các cầu thủ sẽ tập huấn tại châu Âu, cụ thể là Đức và Ba Lan trong 3 tuần. Trước khi quay trở lại Việt Nam và tập trung tại Hà Nội, sau đó sẽ lên đường sang New Zealand. Đường chuyền của Lê Thị Trang, đây là Tạ Thị Thủy. Ngoặt bóng khá hay. Đã có lỗi của hậu vệ đối phương. Chúng ta sẽ được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Pha phối hợp của hai cầu thủ vừa vào sân trong hiệp 2. Thẻ vàng dành cho đội trưởng của U20 Li Bang. Đó là một tình huống buộc phải phạm lỗi của Amina Kamire khi mà Tạ Thị Thủy đã có một cơ hội rất tốt để có thể xâm nhập vào vòng cấm. Với những tình huống được hưởng đá phạt trực tiếp thì thường sẽ là Trần Nhật Lan. Nhật Lan là cầu thủ có khả năng xuất phát tốt nhất bên phía U20 nữ Việt Nam. Sẽ có nhiều những tình huống, những phương án có thể phối hợp ở pha bóng này. Đó là pha chạm bóng của Ngọc Ánh. Tình huống phối hợp giữa Nhật Lan và Ngọc Ánh, hai tiền vệ của U20 Việt Nam. Chúng ta sẽ có thêm một quả đá phạt góc bên phía cánh trái. Vẫn là Thanh Thảo đứng trước chấm phạt góc. Có thể dứt điểm. Nhật Lan, Thanh Thảo. Một quả phạt góc nữa dành cho U20 Việt Nam. Như vậy là White Red đã không thể tiếp tục thi đấu. Cầu thủ này đã rời sân và nhường chỗ cho tiền đạo máu số 17 Hiba Alot. Thanh Thảo. Dứt điểm. Không được. Người đã chạm bóng ở tình huống vừa rồi là Minh Chuyên. Tình huống sút bóng không trúng tâm bóng và Lê Thị Trang. Không việt vị, Minh Chuyên. Căng ngang. Bóng đi sửa lưng Hoàng Vân, rất tiếc.
trong những phút vừa qua thì có thể thấy là hướng tấn công chủ yếu của U20 nước Việt Nam là cánh phải, nơi mà Thanh Thảo cùng với Lê Thị Trang đã hoạt động khá xông xáo. Sự thay đổi người tiếp theo bên phía U20 Liban. Cầu thủ vào sân là Seren Khanip và người rời sân là Serena Mansour. Một quả phạt góc nữa bên phía cánh phải dành cho đội bóng áo trắng, vẫn là Thanh Thảo. Bảo Trâm. Tạ Thị Thủy. Tạ Thị Thủy đã được kéo về thi đấu như một tiền vệ cánh trái. Và Hoàng Vân dâng cao hơn. Lê Thị Trang căng ngang. Rồi, 2-0. Vẫn là Lê Bảo Trâm lên tiếng và phong cách ăn mừng của Cristiano Ronaldo. Bảo Trâm đã hai lần đưa bóng vào lưới của đội bạn. Và lần này thì Bảo Trâm đã được công nhận bàn thắng cho riêng mình. Vẫn là những tình huống có mặt rất đúng lúc của đội trưởng bên phía U20 Việt Nam. Trước đó là một tình huống đánh đầu. Và sau đó là một điểm chạm hết sức tinh tế. Một cô gái có nụ cười rất duyên dáng. Hãy cùng xem lại tình huống căng ngang cũng rất tốt. Và pha nhả bóng vừa rồi là của Ngọc Minh Chuyên. Một điểm chạm bóng nhẹ nhàng và một phong cách ăn mừng rất tuyệt vời. Ta đã có được bàn để nhân đôi cách biệt. Vẫn là Bảo Trâm, không phải, đây là Thu Phương. Tạ Thị Thủy. Lê Thị Trang. Vẫn là Lê Thị Trang. Quyết định đột phá. Cơ hội Minh Chuyên. 3-0 cho U20 Việt Nam, rất đơn giản. Bàn thắng của Minh Chuyên là kết quả của tình huống phối hợp ăn ý giữa Lê Thị Trang và tiền đạo mang áo số 9. Trước đó, Lê Thị Trang đã có một quyết định đột phá tuyệt vời. Những phút thi đấu tỏa sáng rực rỡ của cầu thủ năm nay mới chỉ 16 tuổi. Trong vòng 2 phút thì chúng ta đã có liên tiếp 2 bàn thắng. Lê Thị Trang đã có liên tiếp 2 kiến tạo trong vòng ít phút. Một màn trình diễn phải nói là vô cùng ấn tượng của cầu thủ trẻ nhất trên sân vào lúc này. Lê Thị Trang, cầu thủ đang thi đấu trong áo của U16 nữ Hà Nội. Vẫn là đội bóng áo trắng. Bảo Trâm, Hoàng Vân. Hoàng Vân trông rất nhỏ bé giữa hai hậu vệ bên phía U20 Liban, nhưng tốc độ là rất tốt.
Minh Truyền. Ngọc Ánh. Người ném biên là Mai Hương. Tạ Thị Thủy. Quả phạt góc bên phía cánh trái cho U20 Việt Nam. Trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng thì chúng ta vẫn đang dồn ép đội bạn tìm kiếm thêm bàn thắng. Tạ Thị Thủy. Chưa đủ khoảng trống để dứt điểm. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu rồi. Chúng ta vẫn đang theo dõi trận đấu gần như là chỉ diễn ra trên nửa sân. Vẫn là Thanh Thảo và chấm phạt góc. 6 phút là thời gian bù giờ của hiệp 2. Hoàng Vân. Cơ hội không được. Vẫn là Thanh Thảo. Minh Truyền đã có cơ hội để ghi thêm một bàn thắng nữa. Quả phạt góc tiếp theo cho chúng ta. Như Quỳnh đã rời sân và thay thế cho Như Quỳnh là một Như Quỳnh khác. Nguyễn Thị Như Quỳnh rời sân và vào sân là Lưu Như Quỳnh. Lộn xộn trước khung thành. Những quả treo bóng của Thanh Thảo rất khó chịu. Tạ Thị Thủy. Tình huống bóng chạm tay rất rõ ràng. Người đã để bóng chạm tay là tiền vệ Lê Thị Trang. Đây là nỗ lực đưa bóng vào của Tạ Thị Thủy. Nếu như khống chế tốt hơn thì Lê Thị Trang đã có cơ hội để khép lại một ngày thi đấu thực sự là xuất sắc của mình với một bàn thắng. Tốc độ của Lê Thị Trang. Bóng vẫn trong cuộc. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Và có thể nói cho tới lúc này thì chúng ta đã cầm chắc chiến thắng. Điều đó cũng đồng nghĩa với tấm vé đến với vòng chung kết U20 châu Á 2024. Sẽ gọi tên đội tuyển nữ Việt Nam. Gọi tên đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Một cơ hội nữa để chúng ta được góp mặt ở sân chơi dành cho những đội bóng tốt nhất của châu lục. Và hơn thế nữa, U20 nữ Việt Nam đang có một lứa cầu thủ đầy tiềm năng. Với những cầu thủ mới chỉ ở độ tuổi 16 nhưng đã có một màn trình diễn điềm tĩnh
tự tin trong lần ra mắt ở sân chơi dành cho lứa tuổi U20. Ngọc Ánh đang bị đau. Huấn luyện viên Joanna Hamze của U20 nữ Liban. Tất nhiên không thể hài lòng với tỷ số hiện tại trên sân. Tuy nhiên các học trò của bà cũng đã cố gắng hết sức mình. Rõ ràng đẳng cấp là chênh lệch. Và việc U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà đội bóng áo trắng đã thể hiện trong suốt trận đấu. Mai Hương. Trên sân lúc này thì ban huấn luyện cũng như huấn luyện viên trưởng của U20 Australia cũng đã có mặt để theo dõi màn trình diễn của U20 nữ Việt Nam. Hai đội sẽ đối đầu với nhau ở lượt trận cuối cùng. Một trận đấu không còn mang ý nghĩa quyết định về tấm vé đi tiếp, tuy nhiên nó cũng sẽ xác định xem thứ hạng sau khi kết thúc vòng loại thứ hai và làm cơ sở để phân nhóm hạt giống tại vòng chung kết. Ngọc Ánh. Và đương nhiên đội bóng dẫn đầu ở vòng loại thứ hai sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với đội bóng nhì bảng. Điều quan trọng là chúng ta đã có được tấm vé đến với vòng chung kết U20 châu Á. Mục tiêu đã hoàn thành. Chúng ta sẽ thi đấu trận cuối cùng với một tâm lý thoải mái hơn. Này thì trong tay chính người Ấn Độ, bà Ranjita Devi đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Liban trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng loại U20 nữ châu Á 2024. Và kết quả chung cuộc, chúng ta giành chiến thắng với tỷ số 3-0, giành chọn 3 điểm và chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024 cùng với U20 nữ Australia. Và trận đấu cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì